Cụ bà 120 tuổi khỏi hẳn ung thư nhờ ăn bắp cải với thứ này mỗi ngày, gan thận cực khỏe, trẻ ra hẳn 20 tuổi. Bà con cô bác thân mến, không biết là bà con cô bác ở đây thường hay chế biến bắp cải theo cách nào ạ? Tôi để ý thấy có rất nhiều bà con cô bác thì ăn bắp cải luộc cho nó mát, hoặc là có những bà con lại xào cho đậm đà hương vị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bắp cải mà kết hợp với một trong ba thực phẩm quen thuộc dưới đây thì mới có thể phát huy được tối đa công dụng và những lợi ích của nó, ăn vào tận diệt ung thư, đánh bay hàng tá bệnh, tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Vậy để biết được rằng bắp cải thì nên kết hợp với những thực phẩm gì? Ngay bây giờ thì mời bà con cô bác hãy cùng với An Tâm Sức Khỏe đi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Bắp cải là một loại rau đa năng và rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bà con có thể sử dụng nó để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, bao gồm salad, món hầm, món súp, kho hoặc là dưa cải bắp. Bắp cải cũng là thực phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe. Nó có thành phần dinh dưỡng vượt trội và đặc biệt là hàm lượng vitamin C và vitamin K, rất giàu chất chống oxy hóa. Bắp cải còn có thể hỗ trợ cải thiện chức năng của não, cải thiện hệ tiêu hóa và đồng thời bảo vệ cơ thể chống lại rối loạn về da và bệnh tim. Bắp cải cũng chứa rất nhiều vitamin B9, góp phần hình thành các tế bào hồng cầu và hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh và hệ thống miễn dịch. Ngoài ra thì ăn bắp cải thậm chí còn có thể giúp phòng chống một số bệnh, giúp giảm cân và chống lại chứng viêm. Đối với những người trên 50 tuổi, việc đưa các món bắp cải vào thực đơn ăn uống hàng ngày có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đáng ngạc nhiên khác nữa. Thực phẩm đầu tiên kết hợp với bắp cải sẽ trở thành thần dược, đó là trứng gà, bà con ạ. Thực tế thì trứng gà cũng là một nguyên liệu rất quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình Việt. Trứng gà không chỉ an toàn, lành tính mà còn rất dễ chế biến và ăn cũng rất ngon, được lòng rất nhiều người. Đặc biệt là bà con nào đang mong muốn có một bộ não khỏe mạnh, một trí nhớ kéo dài được lâu, một tinh thần minh mẫn thì hãy ưu tiên lựa chọn trứng gà trong các bữa ăn hàng ngày. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh được rằng trứng gà có khả năng cải thiện tuần hoàn máu lên não, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tai biến mạch máu não, xơ vữa thành mạch máu, giảm thiểu tình trạng mất trí nhớ và tăng cường sự tập trung của não bộ. Không chỉ vậy thì thực phẩm này còn giúp nhiều người thoát khỏi các triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình, mất ngủ, đau đầu dài dẳng, căng thẳng mệt mỏi do áp lực học tập, công việc, thành lập trong cuộc sống. Nếu bà con chưa từng nếm thử hương vị đặc biệt của món ăn này thì hãy chuẩn bị ngay các nguyên liệu để vào bếp, trổ tài với cách làm trứng chiên bắp cải cực kỳ đơn giản cho cả gia đình của mình nhé. Các bước làm như sau. Bước đầu tiên, bà con sơ chế nguyên liệu bao gồm bắp cải, bà con rửa sạch và thái nhỏ. Lưu ý là bà con cần phải ngâm bắp cải trong nước muối trước khi chế biến. Bước 2, tiếp theo thì bà con đập 2 quả trứng gà vào bát tô, thêm vào đó bắp cải đã sơ chế, đồng thời nêm nếm một chút muối, một chút tiêu xay và một chút bột ngọt. Bước thứ 3, bà con chiên hỗn hợp trứng cùng bắp cải. Lưu ý là phải dặn đều hỗn hợp trên mặt của chảo nhé. Chiên trứng đến khi mà mặt dưới chín khô lại thì bà con tiến hành lật mặt và chiên tiếp trong khoảng 3 phút nữa là xong. Khi thấy cả hai mặt trứng đã chín đều vàng và dậy lên một hương thơm thì bà con tắt bếp rồi cho trứng ra đĩa. Tiếp theo là mời mọi người trong gia đình cùng thưởng thức thành phẩm mới toanh này nhé. Tuy nhiên thì trong quá trình bảo quản trứng gà mà muốn để lâu và sử dụng thì bà con cần lưu ý là tuyệt đối không được đặt chúng ở cánh cửa tủ lạnh. Điều này được lý giải là bởi vì cửa tủ lạnh là phần ấm nhất, vì vậy chúng ta mà để ở đây thì sẽ bị thối nhanh hơn rất nhiều. Nếu bà con để trứng gà trong cánh cửa của tủ lạnh thì càng làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn, Evidin, tác nhân gây ngộ độc cấp tính và viêm loét dạ dày cực kỳ mạnh. Thực phẩm thứ hai kết hợp với bắp cải và gừng sẽ giúp bà con cô bác giảm đau nhức xương khớp. Đau nhức xương khớp là một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay, không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà đối với trẻ tuổi thì cũng có nguy cơ mắc các căn bệnh này rất cao. Chúng gây ra nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc áp dụng những phương pháp điều trị của các bác sĩ chuyên khoa cũng đưa ra lời khuyên cho các bệnh nhân về chế độ ăn uống hàng ngày để có thể cải thiện tình trạng bệnh. Bởi việc bổ sung thêm các thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của xương khớp mà còn thúc đẩy khả năng tự phục hồi của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng trong gừng có một hoạt chất chống viêm cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là glutamine, có tác dụng giảm đau nhanh chóng. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mãn tính như là thấp khớp, viêm khớp, đồng thời tăng cường độ chắc khỏe của xương, chặn đứng quá trình lão hóa xương. Ngoài ra thì vitamin C và vitamin E trong gừng cũng có công dụng tăng tiết dịch nhầy, tổng hợp collagen thủy phân, giúp chân tay cử động linh hoạt, dẻo dai hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, gừng cũng được công nhận là một thực phẩm là loại thuốc chống viêm hiệu quả trong y học hiện đại lẫn cổ truyền. Theo đông y thì gừng có vị cay, tính ấm, thơm, gừng khô cũng có vị cay, tính nóng và thơm hắc, đều có khả năng chữa giảm đau, kháng viêm, tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cân hiệu quả. Men zingabain có trong gừng hoạt động như một chất giảm đau cơ, viêm khớp, thấp khớp, đau đầu hay là đau nửa đầu.
Do đó, bà con có thể luộc hay là xào bắp cải kèm theo với một chút gừng tươi trong thực đơn hàng ngày. Món ăn này sẽ có tác dụng phòng chống các chứng đau nhức xương khớp vào mùa lạnh cực kỳ hiệu quả. Vì thế, khi kết hợp cùng với nhau, sẽ có một món ăn cũng là một bài thuốc phòng chống bệnh đau nhức xương khớp vừa đơn giản mà lợi ích là không ngờ. Thực phẩm thứ ba ăn kèm với bắp cải giúp bà con chữa hàng tá bệnh đó là cà rốt. Có thể nói rằng đây là một loại củ rất đa dạng trong cách sử dụng, bởi vì chỉ được một củ cà rốt thôi mà chúng ta có thể thoải mái chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đặc biệt là nếu bà con cô bác biết kết hợp cà rốt cùng với bắp cải thì chúng sẽ trở thành thần dược đánh bay hàng tá bệnh, đặc biệt là các bệnh lý về mắt. Có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hợp chất beta-carotene trong cà rốt có khả năng chống lão hóa và tốt cho đôi mắt, đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò, vừa có tác dụng ngăn chặn sự xâm lấn của ánh sáng xanh nguy hại, vừa có tác dụng như chất chống oxy hóa, không để các gốc tự do tấn công gây ung thư, từ đó giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể trong thời gian dài. Chính vì vậy, thường xuyên ăn cà rốt sẽ bảo vệ mắt trước nguy cơ tật khúc xạ và các bệnh lý về mắt thông thường. Với rất nhiều những công dụng tuyệt vời đem lại cho sức khỏe, thì cà rốt xứng đáng có một vị trí quan trọng trong thực đơn của mỗi gia đình. Mặc dù rất tốt là như vậy, rất bổ dưỡng, thế nhưng nếu bà con cô bác lạm dụng quá nhiều thì chúng cũng sẽ gây ra một số các tác dụng phụ, chẳng hạn như là vàng mắt, vàng da, khó tiêu, thậm chí là ngộ độc cấp tính nữa đấy ạ. Thứ tư, kết hợp bắp cải với tỏi giúp bà con cô bác ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư dạ dày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 30% bệnh nhân ung thư có thể phòng tránh được bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống hợp lý hơn. Cả trong bắp cải và tỏi đều có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả. Do bắp cải và tỏi đều có tác dụng chống ung thư dạ dày cực kỳ hiệu quả. Mùi thơm của tỏi với vị thanh, ngọt của bắp cải chắc chắn sẽ tạo nên một món ăn vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Thời gian chế biến thì cực kỳ nhanh, đặc biệt rất phù hợp với những người bận rộn là dân văn phòng. Theo một vài cuộc khảo sát thì tỷ lệ mắc bệnh của những người ăn tỏi sống nhiều là rất thấp. Thành phần chính của tỏi là allicin, giúp kích thích dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa. Đồng thời, chúng cũng giúp hấp thụ vitamin B một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra thì tỏi cũng chứa các thành phần chống ung thư như là eni hoặc là selen và có hiệu quả ngăn chặn ung thư, làm giảm lượng nitrit trong dạ dày, giảm sự tổng hợp của amino nitrit và sự trì hoãn phát triển của tế bào ung thư. Do vậy, tỏi có tác dụng chống ung thư cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần ăn một nhánh tỏi nhỏ mỗi ngày thôi thì cũng đồng nghĩa với việc bà con cô bác đã đưa vào cơ thể một hoạt chất chống oxy hóa hiệu quả như insulin và saponin. Theo nhiều nghiên cứu thì tổ hợp các chất này có tác dụng ngăn chặn các khối u ác tính phát triển và hình thành, kháng các yếu tố gây đột biến trong gen, đồng thời thì hủy diệt các mạch máu nuôi sống các khối u, từ đó hỗ trợ bệnh nhân ung thư vô cùng hiệu quả. Không chỉ vậy thì hoạt chất lưu huỳnh có trong tỏi còn giúp người bệnh ăn ngon, ngủ sâu, tăng cường sức đề kháng và chặn đứng quá trình di căn của các tế bào ung thư. Trong khi đó thì do bắp cải có chứa vitamin U, một loại vitamin có chức năng chống loét và liên kết với protein, bảo vệ hiệu quả thành dạ dày khỏi bị tổn thương, điều trị các bệnh viêm loét dạ dày, tăng độ dẻo dai của các tế bào. Bắp cải cũng rất giàu chất xơ thực vật và kali, góp phần vào hoạt động của hệ tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Khi kết hợp bắp cải với tỏi, chúng ta không chỉ tạo nên một món ăn ngon mà còn có tác dụng phòng ngừa bệnh tật rất hiệu quả. Tuy nhiên, có một lưu ý dành cho bà con cô bác, đó là tuyệt đối không được sử dụng quá nhiều tỏi liên tục trong một thời gian dài. Bởi vì tỏi là một thực phẩm có tinh nóng và chứa rất nhiều tinh dầu. Nếu bà con ăn quá nhiều thì chắc chắn cơ thể sẽ bị nóng trong, mụn nhọt, chảy máu trên răng, thậm chí có thể bỏng ở vùng khoang miệng, viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản và hôi miệng kéo dài. Thực phẩm cuối cùng kết hợp với bắp cải sẽ giúp bà con có một trái tim khỏe mạnh, đó là nấm hương. Không biết bà con cơ bắp thì thế nào chứ nhà tôi mà ăn bắp cải xào thì nhất định phải thêm nấm hương và cà rốt. Nấm hương được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các món ăn từ bình dân cho đến cao cấp và sang trọng, từ các món ăn nướng hay là các món lẩu hay là xào. Trên thực tế thì nấm hương không chỉ là một nguyên liệu giúp gia tăng hương vị mà còn được mệnh danh là hoàng hậu thực vật. Bởi vì khi kết hợp cùng một số thực phẩm, nấm hương sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong nấm hương có chứa các dinh dưỡng thực vật, có tác dụng giữ cho các tế bào không bị bám dính vào thành mạch máu, từ đó duy trì huyết áp ổn định, cải thiện hệ thống tuần hoàn và phòng chống đột quỵ. Nấm cũng có tác dụng điều tiết công năng tim mạch, làm tăng lưu lượng máu động mạch và cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim. Hơn nữa thì trong nấm hương còn có một hoạt chất chống oxy hóa hiệu quả được gọi là nentinan. Hoạt chất này có tác dụng ngăn ngừa và kìm hãm để làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư. Do đó, bà con cô bác nên bổ sung các loại nấm hương vào thực đơn ăn uống hàng ngày để phòng ngừa bệnh một cách tốt nhất nhé. Tuy nhiên thì trong nấm hương có một loại chất chống oxy hóa còn được gọi là glyceric. Sau khi mà được hấp thụ ánh nắng mặt trời sẽ chuyển hóa thành vitamin D. Do đó khi chế biến nấm hương, bà con cô bác không nên rửa hoặc là ngâm trong nước quá lâu sẽ làm chúng mất đi các chất dinh dưỡng, đặc biệt là không nên ngâm trong nước nóng.
Trên đây là 5 thực phẩm quen thuộc mà bà con cô bác có thể tận dụng để kết hợp cùng với bắp cải. Chúng tuy rằng rẻ tiền nhưng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, bà con hãy bổ sung ngay vào thực đơn ăn uống hàng ngày của mình để ngừa ung thư, đẩy lùi hàng tá bệnh tật và kéo dài tuổi thọ của mình nhé. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bắp cải, bà con cũng cần lưu ý tránh phạm phải những sai lầm đại kỵ dưới đây. Cần phải thật cẩn thận khi sử dụng bắp cải với những người khó tiêu hóa, đặc biệt là những người bị hội chứng ruột kích thích. Sau quá trình lên men trong đường tiêu hóa, bắp cải sẽ tạo ra khí và do đó gây đầy hơi. Để tránh cảm giác khó chịu này, bà con hãy trần bắp cải trong khoảng 5 đến 10 phút, đổ bỏ nước trần này đi và nấu trong nước lạnh. Một mẹo khác nữa là bà con hãy đổ một thìa natri bicarbonate vào nước nấu. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hạn chế những tác dụng phụ do bắp cải gây ra. Bắp cải cũng rất giàu lưu huỳnh, có thể gây tình trạng chướng bụng và đầy hơi. Có một số bằng chứng cũng cho thấy rằng phụ nữ đang cho con bú mà ăn thì có thể gây đau bụng cho trẻ nhỏ. Một số người cũng có thể bị dị ứng với bắp cải. Nếu khi ăn bắp cải xong mà bà con có các biểu hiện như là ngứa, phát ban, nóng trong thì cần phải đi khám. Đặc biệt là những người dị ứng với một số loại rau thuộc họ cải, ví dụ như là bông cải xanh thì tốt nhất là cần phải thận trọng vì rất có thể bà con cũng bị dị ứng với bắp cải. Bắp cải cũng không được khuyến khích tiêu thụ đối với những người bị suy giáp, cường giáp. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu bà con được lên lịch phẫu thuật. Một số loại rau có nhiều vitamin K có thể cản trở và làm loãng máu, trong đó có rau bắp cải. Bên cạnh những vấn đề này thì bắp cải vẫn là một trong số rất nhiều các loại rau có thể được thêm vào bất kỳ một món ăn nào và vẫn được thưởng thức như nhau với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó mang lại cho sức khỏe con người. Bà con thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn bà con cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo trên kênh An Tâm Sống Khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.